thì ta sẽ đọc lại là kinh Tam Quy Ngũ Giới Kinh công đức của Tam Quy Ngũ Giới Từ Tâm Yểm Ly à, Thì à, à, quý vị cần nhớ đúng không? Có một ông à, ở trưởng giả tên là Anna Bân Đệ à, Đến à, lãnh lễ Đức, đức Phật đó Đức Phật mới giảng cho câu nói là từ về quá khứ là lâu xa cũng bị phạm chí nên là tỳ la ma có nhiều tài sản châu báo. đó lúc bố thí thì dùng 4 84.000 bình báo đựng đầy đủ các vàng bạc nhỏ 84.000 bình báo bằng bạc đó. thì đựng đầy các loại vàng nhỏ lại dùng 84.000 bồn chậu rửa tay làm bằng vàng bạc Lại dùng 84.000 con bò đều lấy vàng bạc mà chen lên sừng Lại dùng 84.000 ngọc nữ đầy đủ trang nghiêm Lại dùng 84.000 hỏa cụ, tức là đồ để nằm ngồi Đều trùm lên bằng nhiều tơ lụa Lại dùng 84.000 quần áo Lại dùng 84.000 voi ngựa đều lấy vàng bạc buộc lên trên lưng lại dùng 84.000 phòng xá bố thí lại dùng bố thí ở nơi bốn cửa thành tùy theo ý muốn người nào thảy điều cho họ lại dùng một phòng xá để bố thí cho chiêu đề tăng tức là bố thí quá lớn phước của sự bố thí như trên không bằng thọ tam quy tức là quý vị thọ tam quy vì sao như thế? Bởi người thọ tam quy là bố thí vô ý cho tất cả chúng sanh. Vì thế quy y Phật pháp tăng thì không thể nào tính đếm được phước của người ấy. Đó, quy y đã, đã không? Cho nên bố thí cũng dường làm sao bằng thọ tùy tam quy ngũ giới. đó là đây mới nói tâm quy chưa nói tiếp tục nói ngũ giới phước của bố thí và thọ tùy tâm quy như trên lại không bằng với phước của thọ ngũ giới người thọ ngũ giới công đức càng đầy phước của người ấy lại càng vượt hơn cho nên rất nhiều người đồng tu đi lặn lội khắp nơi khắp chốn để làm gì để làm từ thiện làm vân vân mà không biết là mình chỉ cần thọ trị tam quy ngũ giới phước đức công đức đó lớn hơn quý vị thấy không? ông trưởng là giả đó ông bố thí nhiều như vậy quý vị bố thí nhiều bằng ông trưởng giả đó không không bằng nhưng mà phước không bằng người thọ trì tam quy phước không bằng người thọ trì ngũ giới cho nên phước ở đâu công đức ở đâu ở tu đó giới lục đó đơn giản tam quy ngũ giới phước đức lớn như vậy không biết cho nên chúng sanh gọi là ngu muội ngu si không học giáo pháp cho nên hoàn toàn là dùng cái trí phàm phu để mà tu hành cho nên kết quả làm rất nhiều rất vất vả mà sao kết quả đạt được thì không lớn cho nên thật là đáng thương đúng không quý vị đó cho nên là thay thật đáng thương nếu không học thì đâu biết cái tưởng anh là, đi làm kia không bằng với giới thậm chí còn rất nhiều người phương tiện nên tôi phải phạm giới này tôi phải trộm cắp để tôi bố thí cho nhiều quý vị thấy theo câu chuyện trong kinh vừa rồi thì chúng ta thấy phạm giới trộm cắp bố thí cho nhiều vậy cái nào lợi hơn Giữ giới lợi hơn hay là trộm cắp để bố thí cho nhiều hơn rõ ràng là sai là đúng không ạ rõ ràng là giữ giới phước đức công đức lớn hơn là việc bố thí kìa để mà chú ý trộm cắp tức gì không giữ giới đối với thế cho nên rất nhiều sai lầm ở trong việc tu hành của chúng ta mà chúng ta gì không học giới cho nên không biết thật là đáng thương đúng không ạ À, hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp tục vào bài hôm nay mời quý vị theo dõi bài số 5 ở đây ở đây chưa nói còn cái cách tu để có phước hơn nữa như thượng bố thí tức là bố thí như trên cặp thọ tam quy ngũ giới phước và cái phước của thọ tam quy ngũ giới tức là cái phước của việc bố thí như trên và thọ tam quy ngũ giới Phục bất như đàn chỉ khoảnh Từ niệm Chúng sanh phước giả dạ. à, Thì cũng không có bằng lại Cũng không bằng bằng cái phước Chỉ trong khoảng khảy ngón tay Một cái niệm từ Niệm từ, niệm yêu thương đó. À, nghĩ nhớ cho chúng sanh đây, đây là cái sai lầm tiếp theo của chúng ta đây rất nhiều người không biết điều này đó, cho nên hòa thượng hay nói là gì việc nào nghĩ cho chúng sanh đó là phước đức lớn đây quý vị nghĩ thương yêu cho chúng sanh muốn cứu độ chúng sanh đây là phước lớn hơn cả thọ tam quyền ngũ giới bố thí như vậy nữa đó cho nên là không biết nó đây là lời hoặc nói nha phải là lời thiện trang nói cho nên thật sự mình nói chỉ trong khoảng khải móng tay quý vị nghĩ cho chánh pháp nghĩ cho chúng sanh phước đức lớn rồi sao quý vị cứ toàn nghĩ cho gia đình không phước mà nhỏ nhòi nên là không học cho nên không biết không biết cho nên hoàn toàn bỏ đi phước đức rất lớn cho nên là từng tầng từng tầng thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm niệm từ đó niệm từ đó là niệm yêu thương chúng sanh đó à. mình muốn là muốn từ năng bạc chúng sanh chỉ khổ đúng không à. đó từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chỉ lạc đó tức là từ có thể có thể gì có thể ban cho tất cả chúng sanh những niềm vui vậy thì bây giờ chúng ta coi thử tiếp tục mà như vậy à, đó là việc tiếp theo như thượng bố thí cập thọ tam quy ngũ giới từ niệm chúng phanh sanh phước tức là cái phước của bố thí như trên là họ tam quy ngũ giới và từ bị từ này là từ lòng từ đó mà niệm nghĩ nhớ thương xót chúng sanh đó à, thì sao phục bất như khởi nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng phước đó là phục là lại lại cũng không bằng với khởi một cái tưởng gì là tất cả thế gian không có gì đáng vui cái phước đó lớn hơn nữa quý vị nghe cho kỹ nha đây mới là phước lớn quý vị cứu độ chúng sanh không bằng quý vị chẳng bằng quý vị nghĩ rằng thế gian này chẳng có gì đáng vui sao kỳ vậy đúng không sao mà ngược đời vậy tại sao mình nói là nào thọ tam quy ngũ giới là phước báo lớn bố thí phước báo lớn rồi bố thí là mỹ đứng số 1 thọ tam quy là đứng số 2 thọ ngũ giới là phước lớn thứ ba rồi bây giờ phước lớn thứ tư lớn hơn mấy cái phước đó lần trước nữa đó là gì phước nghĩ nhớ niệm chúng sanh tất cả từ niệm chúng sanh là thương yêu nghĩ nhớ chúng sanh nhưng bây giờ lại không bằng một cái phước khác đó là phước gì phước là quý vị khởi lên là gì lòng nghĩ nhớ rằng cái tưởng đó tất cả nghĩ nghĩ rằng tất cả ở thế gian này không có gì đáng vui không có gì vui đâu đó là công đức lớn hơn nữa phước đức lớn hơn nữa cho nên quý vị thấy thiện trang ấy, hay giảng quý vị hãy xa lìa thế gian ấy. lúc nào cũng nói xúc thế gian đó phước lớn tại sao căn cứ bộ kinh này quý vị chỉ cần có tâm niệm thoát ly thế gian thôi là quý vị có phước đức lớn tại sao như thế trong kinh này sẽ nói bây giờ giả đáp luôn. sở dĩ nhiên giả là tại sao như thế tại sao lại như vậy nhiên nhiên là như, như vậy tại sao là như vậy sở dĩ giả dạ hà hay sở, sở dĩ nhiên giả dạ là tại sao như thế thì đức phật thì giải thích cho chúng ta khởi nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng phước năng linh hành giả diệt sanh tử khổ trung thành phật đạo cố kỳ phước tối thắng giả đó quý vị thấy không đó, trả lời của đức phật là gì khởi mà quý nhất thiết là khởi tất cả thế gian á, cái tưởng niệm là gì tất cả thế gian không có gì đáng vui bất khả lạc tức là không có gì đáng vui thì có thể làm sao thì cái phước đó là làm thế nào có thể khiến cho hành giả hiền giả là người tu hành diệt được cái khổ của sanh tử đó chúng ta không ra khỏi biển sanh tử là do chúng ta không có tưởng này cho nên vẫn là gì diệt khổ sanh tử là phước lớn nhất đó khởi nên trung thành phật đạo rốt cuộc rồi quý vị sẽ thành được phật thành quả phật tức là thành phật đạo nên cái phước đó thù thắng nhất tối thắng à, tối thắng đó là thù thắng nhất lớn nhất không có phước nào hơn nữa cho nên hàng ngày chỉ cần gì cố gắng nghĩ rằng là gì thế gian vô thường cố gắng nhớ mà có tâm yểm đi ta bà mà hân nguyện tịnh độ phước đó lớn nhất đó quý vị còn hơn cả thọ tam quy ngũ giới tất nhiên chúng ta phải có thọ tam quy ngũ giới là cái nền đằng trước nên nếu chúng ta nói như vậy mà chúng ta chỉ nói tôi chỉ muốn một nguyện sanh tây hương tịnh độ trung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu nhưng mà nói thì nói trên miệng nhưng mà không giữ giới tức là, là cái nguyện đó giả tức là có nghiệm nguyện yểm ly ta bà đó nguyện muốn ra khỏi sanh tử đó giả rồi và mình vẫn ham thế gian cho nên vẫn coi thế gian có nhiều vui cho nên quý vị thấy không có mấy tầng cho nên tầng quan trọng nhất là vẫn là tầng tâm yểm ly thoát thế gian quan trọng nhất còn độ chúng sanh nằm ở tầng trước đây đưa ra năm tầng đúng không tầng thứ nhất là bố thí tầng thứ hai là gì thọ tam quy tầng thứ ba là gì họ ngũ giới tầng thứ tư là từ niệm chúng sanh tầng thứ năm là quý vị phải cái gì tâm coi thế gian này tất cả thế gian này không có gì vui mà để chán lìa để mà ra khỏi sanh tử, đó mới là gì? Tầng quan trọng nhất và phước đó lớn nhất. <laughs>